có rồi, có thiên, có kiên, có lành. Gói hội viên thì có gì đặc biệt hơn không ạ mọi người? Gói hội viên nó đơn giản là ví dụ như là bạn lấy cái icon nhìn cho nó đẹp rồi, rồi còn nhiều cái lắm, ví dụ như là cái ví dụ như là chẳng hạn như là còn chưa kể đến cái nhiều nhờ á, nó giờ kể không hết luôn á chứ. Kìa kìa, để tao tăng nè, hồi máu. Ừ trời ơi, ông Lý Sanh ra ông đi vô ông quy cái là lụm rồi, thường chứ. Ê sếp ơi, sếp tôi với ông chat on chữ gà nè, còn 2 3 nha, 1 2 3. Chơi chị Châu chơi chat on chữ ta gà, hồng dịch lộn ở đâu mà gọi là trái trứng hoặc là hộp chứ. Trái Đà Nẵng, ờ miền Trung nha, ờ miền Trung có thể kêu là trái nha, quên rồi, miền Trung kêu hộp dịch lộn là cái gì mà không nhớ được, ở Bắc kêu là trứng quả, ai kêu là trái, ở miền Nam cũng kêu trái nha, đúng rồi miền Nam kêu. Ê cái gì vậy, qué đẻ, nó gọi là qué đẻ. Cái gì vậy Nautilus? Tao mới thấy cái gì vậy? Đấy. Tao mua gì là vật? Ơ! Có rồi, có thiên, có kiên, có lành. Ok chưa? Okay. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Great Devil Gamer. Hình như nãy giờ thằng sụp bọt của tôi nó móc phải 9 lần rồi đó. Chưa cái nào trúng. À, hồi này phải móc chúng nha, hụt nữa là giận đó. Ừ, hụt hộ cái. Rồi nó rờ rồi sao né. Game nhái dở lắm. Bây giờ nó rờ rồi sao né. Ủa sao nó mắt lạnh nó nhìn nó lông con gì nè. Và đi chụp ô tô. Hôm qua tôi hát cái bài đó bằng tiếng Quảng Đông cho bà Thùy mới nghe. Thùy mới nghe xong mới ghiền luôn mà. Nhưng mà không hiểu gì hết. Tôi hỏi bà nãy giờ anh có nói cái gì mà anh chữ tổng thống người ta hay gì không? Em dịch lại giùm anh. Hiểu thiệt, nhiều khi người hát bài hát vu vơ nó nguy hiểm dở lắm. 15T2 món quá đã ván này thua thì em hủy đờ cây đờ si cô A7 mặt cười. Ván này thua em hủy đăng ký á. Nhưng mà hai cái chuyện đó thì liên quan tới nhau. Thắng thua là chuyện bình thường, em hiểu không? Cái trò chơi này á, thắng thua nó là chuyện bình thường. Một chút yêu thôi mà buồn như na na. Trời ơi, sao không rỡ? Mà đánh cái gì kỳ cục vậy? Ở vô luôn hả? Nè, nó tăng ra nè. Sao mà bỏ đồng đội được? Làm gì có chuyện bị núi của bạn? Không bao giờ. Mấy ông có thấy tôi bỏ bạn bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Ôi, ăn con hơi đất 120 mấy vàng. Qué đẻ. Ồ, bên của mắt được 5 vàng. Ờ làm gì á? Nhà tôi bay hay gì? Này có kiệt sức.
nhưng mà tao có đồng đội. Làm gì hả? Tao có em mà. Gì mà nó tìm đến được mình luôn á trời. Xà điên. Giết này luôn đi. Trời ơi, hay mất bắn 3 cái là nó chết rồi. Trời ơi, chị nhỏ. À, tiền thủ lâu năm có kinh nghiệm quá khác. Bà che cái quy cho. Trời ơi, anh khét lát. Nói ra một cái câu từ chuẩn xác á, là nó khét nè. Không có đâu Ní ơi. Không ho. Không có cái chuyện mà Ní lấy được spell của tôi đâu, chứ đừng có nói mà Ní giết tôi. Gà thì phải dính bẫy gà. Mình không có gì phải buồn hết nha Victor. Không có kỹ năng thì không có gì phải buồn á. Giờ bắt phải dụ hay cream nó anh tìm hết đúng không? Trời. Sai hướng rồi. Nếu mà pha đó anh tìm hết chúng là mất sống á. Tại nó hút nó. Ủa? Coi nãy. À còn một trụ mà đúng rồi. Lộn game trước nhưng mà đâu lộn cái game tôi đánh con chuột chứ. Trời ơi, cái game nó cách đây 4 game rồi đó. Chỉ mà lộn được. Nhớ nó làm sao? Kiểu bây giờ cái não của tôi á, người ta phải lấy, người ta lưu trữ lại để mổ ra. Tôi gọi là trong đó nó có cái gì. Làm sao hay quên cái gì. Tết này anh có like không hết? Có em. Mùng 1 Tết là anh ở trên VTV 3 nha. Anh hát chúc mừng năm mới. Mùng 2 thì chắc là bên VTV 9. Live tổ chức không xì dách. Ơi gì vậy? Này trâu vậy. Nè bị nó đến giết nè. Đẹp gì thế? Tao liên quan gì? Ok, như anh em cũng thấy đó, một ngày nó trôi qua như thế. Nó chỉ đơn giản là vô răng kịch, gặp mấy con gà, thấy không? Ăn hành cùng mấy con gà, hành qua hành lại mấy con gà, hành tới hành lui, bị mấy con gà hành tới hành lui. Một ngày nó là như thế thôi. Và bây giờ đến lúc chúng ta chia tay nhau rồi, em hiểu không?